Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Mình là NHT của Robot. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một chiếc video gameplay của mình và bạn của mình đi chung team với nhau nha. Đấy, thì trong cái trận này mình xài một con Scorpion với full setup loa và drone và watch out. Bạn của mình thì sử dụng Crisis với 4 khẩu của Talon và ok, trong trường hợp này mình sẽ dịch chuyển mục tiêu về con Angler. Thì Angler này đã nhanh tay kích hoạt kỹ năng trước khi mình kích hoạt MP rồi. Ok, bạn mình báo chiến quá mọi người. Này đã kích hoạt Faces rồi. Angler này ok, Angler đã bị tiêu diệt. Mình sẽ tiếp cận cái bạn có khi Aegis này, mình thử mình tiêu diệt bạn ấy nha. Ui, bạn ma này di chuyển nhanh quá, mình không thể gây sát thương luôn. Đấy, còn kích hoạt thêm mô đun nhìn màn hình nữa. Ta này mình cũng không biết bạn hoa đó sao mà bạn ấy né được sát thương của mình hay vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi theo bạn mình. Bây giờ mình mới ăn một chiếc quay bờ hay gì á. Ui, rồi xong mình ăn em đi rồi. Ui, bạn mình lên tiếp kia. Mình đi rồi mọi người. Mình sẽ xuất robot mình đi nha. Ôi, rồi xong luôn, bạn mình tự hủy rồi anh em ơi. Tự hủy nặng luôn á. Reset mà lên trên đó là có tự hủy thôi. Và này mình đã gặp được một Nether full bộ spear. Xảy xem Nick for Fields liền. Tí nữa thôi là mình đã đạt được hiệu ứng bơm rồi. Ây à, tình hình là team địch đang có một con robot Typhon xài 4 khẩu Weber để nắp ở sau tường đang hỗ trợ cho team địch. Kèm theo đó là mình đang phải đấu đầu với ma dưới Nether. Ok, bây giờ bạn mình đã triển khai Nether MK3 và đã hỗ trợ cho mình. Ok, mình sẽ gán mình kill cho bằng được cái con robot ma này nha. Ok, gán lên nào. Kill đó thuộc về bạn mình. Rồi xong, bạn mình cũng đã đắp chiếu với cái khẩu Weber của team địch này. Ây à, mình đã xem thường cái địch quá mọi người. Không sao, RRA đã sửa chữa máu xám cho mình và bây giờ độ bền của mình đã lên tầm 300 mấy ngàn máu rồi. Mình có thể mình sẽ xong lên trên cứ của team địch luôn nha mọi người. Tình hình hiện tại thì team mình đang thua team địch về cái sĩ số mạng, cho nên mình phải gán mà lên mình gỡ. Hy vọng mà mình có khả năng gỡ được nha. Thôi, Serap. Ây da, hơi đau. Bulasagi kèm theo đó là Erebus, Fulvisma và Nether. Pha này mình đi chắc rồi. Có thể sẽ gán mình sấy chết bạn Bulasagi này. Ok, pha này còn 70.000 máu thôi. Nether lên bắn mình đau quá. Sấy luôn. Không kill nổi. Rồi, ok, mình đi rồi. Mình sẽ triển khai Indra luôn. Thì này mình sẽ lên mình hỗ trợ cho team mình nha. Hình hiện tại team mình đã ăn được 11 rồi. 11 so với team địch là hơn một mạng. Tình hình là bên trái mình đang có một bạn mà khá là thấp máu. Mình có qua được không đây? Mình sẽ sấy bạn Armin này. Armin team địch nè. Đấy, một băng đạn âm thanh thôi, một khúc máu luôn. Mà rất tiếc thì kill này không phải thuộc về mình. Bạn mình đã triển khai bài Hulu Shadow rồi nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên trên. Có một anh bạn nào đó trong team của mình hổ báo lên trên kia làm gì không biết nữa. Thành ra bây giờ tỷ số đang là 12-12. Mình sẽ tấn công Serap này, mình sẽ phá hủy phọc heo của cái người này ha. Rồi xong luôn, anh bạn của mình đã kill nó luôn rồi. À, sấy nào, kill phải thuộc cho mình. Ok, kill. Tiếp theo, đâu kill không? Không, mình sẽ kích hoạt kỹ năng để né cái tàu mẹ nha.
Angela. À, Angela này mình nghi chắc mua mua từ cái gói ưu đãi trong trò chơi ở đây. Mà chia buồn cùng bạn này, bạn mua xong thì bạn 9.2 bị nép luôn nha bạn. Ok, xác xác xác. Rồi bạn mình đáp chiếu rồi, luôn chơi đo ba màu à. Nên mình sẽ rút lui, mình sẽ rút lui. Nắp sao cái tấm này. Và tấn công. Ok, double kill. Triple kill, triple kill. Ok. Ôi ôi ôi. Tình hình không có khả quan, mình bị ăn MP. Dạ mình hết MP rồi. Thấy con ao minh này. Ao minh này, đi luôn ao minh này. Hot hả, hot hả? Đi luôn ăn hot luôn. Ok, quá ok rồi. Dạ bạn mình đã triển khai một con Styros trên kia để làm gì mình cũng không biết nữa. Bây giờ tình hình thì mình sẽ đi theo bạn mình luôn nha, mình sẽ hỗ trợ cho bạn mình. Kill nữa không? Ok, mình đã kill chết một con Anoserap. Tình hình này anh bạn mình đã bị xuống máu quá nhiều rồi, mình sẽ là mình hướng bớt đam cho anh ấy. Trời ơi, anh này máu chiến quá, bạn mình máu chiến mọi người. Nether hả? Nether mà ăn nguyên một băng này mà không chịu đát là đi đó, gọi liên viên lên trận luôn. Ui, kit kit băng nào á, ăn cái tàu mẹ. Nhưng không sao, mình đã kích hoạt kỹ năng và né được nó. Kích hoạt kỹ năng nữa. Ây da, ây da, ây da. Ôi, một bạn A thơ nữa, kỳ này toan rồi. Toan rồi, toan rồi. Nhưng mà ít ra mình thấy bạn kit này cũng gần được nữa cây máu. Mình sẽ triển khai Mender để hỗ trợ cho tem. Mà mình nghĩ chắc ok, bạn ma bên trên kia ổn rồi, mình chỉ còn búp cho bạn ma ở nhà thôi. Nhớ anh bạn mình chết hết robot rồi sao ấy anh em ơi. Anh bạn mình hết sức robot ra rồi. Ok, trong pha này mình đứt thôi anh em ơi. 26-17 là một sĩ số cũng đủ để mà trận này chiến thắng rồi. Mình sẽ luôn. Ui ui ui, thốn quá. À, Mender của mình đâu có ý gì đâu ta. Mình sẽ kích hoạt phase shift để nấp vào trong này. Hy vọng là ổn. Kit này là đây nè. Bây giờ mình chấp kit luôn nè. Chơi luôn nè. Giờ ui ôi 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 ôi. Bạn kit có Demeter hỗ trợ, có Demeter hỗ trợ rồi. Ôi pha này không thấm đâu. Chơi ngu rồi. Mình sẽ xuất Nether ra. Mình lên mình chơi luôn, trận này thắng chắc rồi nè mà. Bạn mình nhìn bạn mình chết hết robot rồi. Oh, Capri. Tình hình team địch chỉ còn 3 robot thôi. Mình lên mình cà khịa một chút xíu xem như thế nào nha. Bây giờ Demeter phải không? À thật, bây giờ mình sẽ tấn công Capri nè. Rồi Demeter. Ủa, không phải kill của mình. Lùi, bạn này chắc là Capri full bộ setup mà cái hai mới mua. Ôi, thêm một Capri nữa. Ok, rút rồi. Mình sẽ xây không xong rồi, một bản tái phần với full bộ đang đủ nữa. Ây da, mình đã bể. Ok, mình đã hồi được confuse. Mình lên mình xây mình này chết nữa không. Ôi, mình bị chuyển cái hướng mục tiêu nhắm vô tái phần rồi. Ôi, à đây cũng là một cái combo được bán trong cửa hàng là Warrior Typhon full 4 Spirit Razor một cái 2, nhưng mà trận này team mình sẽ thắng thôi. Mình sẽ sấy con Aether này. Ok. Ây à. Khá là thấm đó. Ok. Sấy kịp không ta? Mình sấy chết kịp Aether không đâu. Aether giờ yếu rồi. Để xáy luôn. Ui, chưa chết luôn. Một băng nữa chắc chắn sẽ đi. Ô, sao mình bắn không ăn thua vậy? Quay cái gì vậy? Lắc la à. Ui, bật tao mẹ. Ui. Rồi xong, mình đã hy sinh luôn rồi anh em ơi. Chả hiểu sao nó bắn quá trời luôn mà. Aether một chấm máu nhưng không hy sinh. Mà trận này đã kết thúc tại đây.
với một cái chiến thắng thuộc về tới mình. Team xanh đã chiến thắng rồi nha anh em. Ok, sau đây là kết quả của trận chiến. Bạn mình đứng tới hạng 4 luôn anh em ạ. Ok, tiếp theo là một trận chiến tiếp theo của mình và anh bạn của mình nha. Đấy, hôm nay thì mình cảm mình sẽ đi tìm game này của mình. Đây, mình vẫn sẽ xuất Scorpion ra đầu. Và anh bạn của mình thì xuất Mender ra đầu nha. Cái bên mình có một bạn Nether với full bộ Arden Spear. Mình sẽ dưới đây là một Scorpion. There's no Scorpion full bộ setup line giống như mình không? Và Ron White out luôn. Thì anh bạn Scorpion này nhắm vào bạn của mình anh em à. Đấy, mình xài Mender mà sáng luôn. Đây, đang bước lên, ok, ổn rồi. Bên đây có một bạn Skyros. Mình sẽ... Ủa, anh bạn mình cũng biết sống ổn nữa, Mender MK3 đấy. Mặc kệ anh bạn này đi. Ok, anh bạn ấy đi đến chỗ của mình rồi. Ôi, Skyros kìa. Mình sẽ dịch chuyển để tấn công Skyros. Ok, Skyros đang tan mà mình sấy như vậy là cũng rác lắm rồi nè. Ok, phần còn lại để cho đồng đội mình lo. Ô, anh bạn này là Nether MK3. Mình đã thấy được dòng chữ quét MK3 nè. Này chắc bộ spear này cũng cùng lắm là MK2 đấy. Chung cũng không phải dạng vừa đâu. Ha, kinh địch cũng không phải yếu nha anh em. 3-1. Mình sẽ tấn công cái anh bạn có cái khi nghe Giz này đi. Ok, là một bạn ma sấy. Ok, gán khi bạn ma này luôn. Ui ai hào. Ui anh em ơi, còn 2000 máu, 2023 phải thật. Ok, bây giờ men u anh bạn mình Mender MK3 có khác anh em à. Bút một phát lên đầy cây luôn, nhưng chưa có gì xảy ra, có cái là mất cây súng rồi. Phải dịch chuyển là mình kill cho mình được cái anh bạn này mới được anh em à. Tí gì toàn này kill nè, dễ kill nè. Ôi không kill được anh em ạ. Không kill được hơi bị khốn nha, nhưng mà không sao, có anh bạn mình bức mình rồi mình cảm thấy tự tin hơn. Rồi ấy à, giờ mình sẽ tìm được cái hai anh em, cái người ăn cái dài ma đó nha. Mất tiêu mình sẽ tấn công tạm anh em này đợi này đi. Em kinh địch mình chắc. Ui rồi. Ui Scorpion. Ok, mình đã kill được Scorpion và ok, mình đã hy sinh này nè mà. Mình sẽ xuất Mender ra. À không, mình nhấn lộn như chỗ Nether anh em ơi. À, nhấn lộn như Nether thì cứ xài Nether thôi. Hai anh bạn xài Mender luôn. Anh bạn của mình và một anh bạn khác cũng sử dụng Mender với full setup lò nè. Hai Mender hồi máu xám luôn. Ok, sấy. Rồi double kill. Đu về. Ây da, tìm được họ sấy. Đau quá anh em à. Bể phọc fail. Ui rồi. Anh ơi, tìm được. Họ báo anh ơi. Rồi, triple kill luôn. Pha này khá là căng nha. Ây da, hai Nether và hai Nether hồi máu xám. Một Nether setup B và một Nether setup claw. Lơ mình hổ báo mình giết anh người anh em xài Demeter chết đi. Ôi không phải kêu mình, nhưng mà Demeter này nó đi rồi nha mà. Đấy thì hiện tại đang có hai Mender hoàng màu xám, nhưng mình vẫn hy sinh vì Smooth 3 MK2. Mình sẽ xuất ra Mender luôn để mà team mình có 3 Mender hoàng màu xám nha anh em, thì chắc chắn là Mender của mình không phải dạng vừa đâu. Sẽ lơ mình gán một cú người anh em này, người anh em Mender. Ok, 3 Mender luôn nha anh em. Kill. Ok, mình đã giết được cái được rồi. 3 Mender upload cho một con Nether. Trận này khá là tốn hài. Ok, Mender. Mình sẽ cho team địch thấy thế nào là sức mạnh của team Mender. Hợp lực lại tấn công team địch nè. Ok.
người anh em mình bị remote Asuo giết chết rồi, anh em Nader. Rồi sơ sức quá. Sơ sức quá anh em ơi. Ôi trời ơi. Ba Mender làm gì sợ Titan này. Ui Revenant nữa. Mình sẽ lên mình hứng đam cho anh em của mình nha. Mình nghĩ chắc phải là mình đi anh em ơi. Ây da. Hơi bị đau. Ôi mình nghe có sát thương hay như thế này. Ok team của mình đã kêu được con Revenant rồi. Retro Revenant. Ui Hansler full bộ loa. Không ổn rồi. Ây da, mình chưa hồi được kỹ năng. Tán rồi. Ôi. Rồi xong luôn. Mày đã chết và Mender, mình sẽ xuất Fangria ra. Wow. Lại có 3 Mender nữa kìa anh em. Ảo diệu thật sự. Hồi nãy mình không chết, con Mender của mình là có 4 Mender luôn đó anh em ơi. Đấy bây giờ mình sẽ chơi Fangria khi có 3 Mender hỗ trợ nó sẽ ra sao nè. Trận này hơi căng đấy anh em à. Anh Slayer này tuổi gì? Đi đi bạn ơi. Ôi không còn tới lượt mình bắn luôn kìa. Đây nào. Một Fangria siêu tăng mà còn thêm 3 con Mender nó uplock thì thứ gì mà chịu được. Lên luôn, mình sẽ lên luôn nha anh em. Thì hiện tại thì địch chưa gây quá nhiều sát thương nên mình đang bị 3-4 người bắn luôn á anh em ơi. 3-4 người đang tập trung tấn công cho mình và sau lưng mình thì sẽ có một team Mender đang hỗ trợ cho mình. Hiện tại có Indra team địch kèm theo đó là Ma và còn có Siren đang tấn công mình nữa. Ôi nhiều quá. Ây da, máu đang tuột rồi. Anh em Mender đâu, mình đạp full 60 nè. Ủa ra chứ. Mình cứ nhầm hoài. Ok. Một sọt kinh mình vẫn không thua luôn. Kinh thật ghê đấy. Sấy nào. Ok anh. Người anh em ma trong kia team địch vẫn chưa chết nha anh em. Pha này mình sẽ lên mình kill luôn Indra được không? Anh em Mender đâu rồi? Anh em Mender của mình đâu? Đây rồi, anh em Mender đây. Để luôn. 3 Mender búp sao mà sợ được team địch. Úi dồi. Ghê thật anh em ơi. Có 3 Mender búp nhưng mà mình vẫn không trụ được trước sát thương của 2 Titan và 1 Seraph nha anh em. Ây da. Ây da. Còn 50 ngàn máu cả. Cố lên anh em ơi. Ê là 3 Mender này. 3 Mender này, một Mender của anh bạn mình là MK3 này. Mender này là full bộ MK2 này mà mới mua từ cửa hàng là mà không biết nâng cấp bao nhiêu nè. Còn người anh em Mender mà xài bộ loa này mình không biết là cấp bao nhiêu mà thấy bước cũng ổn lắm anh em, chắc cũng tầm MK2 đấy. Ok. Không sống nổi nhưng mà cái mưa rất mạnh nhưng mà vẫn đi. Rồi. À, anh bạn của mình cũng đã đi luôn rồi anh ơi. Anh bạn mình hát đã hy sinh rồi em. Team địch đang lật kèo. Anh này team địch đã lật kèo thôi. Nghĩa anh em Mender đã ra đi cùng với mình luôn rồi. Team địch rất là mạnh nha anh em. Thấy à. Vũ khí đòa của mình vẫn chưa đâu lên cao. Sấy không có ăn thua lắm. Người anh em mình trận hồi nãy xài 4 Talon thấy hoài quá, giờ đổi bộ xuống 6 con mét anh em. 2 khẩu Stellar Hornets và 2 khẩu DK. Rồi xong luôn, người anh em của mình đã hy sinh bởi Redna 42. Một cái hy sinh cực kỳ nhẩm nhí luôn. Và người anh em của mình đã chuyển 2 bên Hula sẽ đâu. Bây giờ mình phải lên đây để mình giành lại mạng thôi anh em ơi. Còn 1 phút thôi. 1 phút nữa thôi. Toàn rồi. 1 phút mà giờ team địch đang dẫn đầu với 5 mạng anh em à. Có nào mình tay không anh em. Dạ, trận này căng ơi. Để lúc sau đó anh bạn mình đang có chơi lúc sau đó nha anh em. Dạ. Trận này có khả năng thua luôn đấy anh em ơi. Team địch ghê quá, họ ghê quá. Ok, double kill. Triple kill. Không gỡ nổi em à, team địch bây giờ họ lên tiếp tục, họ lên 20-16 rồi. Bây giờ trời hơi căng. 2
21, 17. Ây da, mình không đỡ nổi anh em ơi. Ultra mới level hấp thôi, không có cao. Toàn rồi, toàn rồi. Rồi, mình đã đi, không còn đi ra rồi. Xuất phần cuối. Eric Capri. Con này cũng khá là mạnh nha anh em. Bây giờ mình sẽ... anh em này đang nấp sau cái ấy rồi. Rồi, thì chiến này kết thúc. Thì sau đây là kết quả của trận chiến nha anh em. Mình đến cấp 1 và người anh em mình đến cấp 3. Trận này thì cũng bể quá, đánh không nổi luôn mà. Ok, tiếp theo sau đây để tiếp tục trận chiến nha anh em. Mình sẽ đi khoảng 3-4 trận với bạn của mình luôn và mình sẽ đăng lên trên YouTube nha. Đây chính là những trận gameplay của mình sẵn tiện cho đó anh em có thể xem combo mình sử dụng xem có mạnh hay không nha. Đấy, bây giờ mình luôn luôn sử dụng Scorpion đi đầu nha anh em. Ok, di chuyển gánh kill bầu mạng nào. Ồ, Scorpion à. Ok, một kill đó thuộc về tới mình. Dạ, mình ăn bỏ bơm rồi. Ây da, mình cũng hai hai mắt. Ok người anh em. Ôi, Scorpion. Mình đã đi luôn rồi anh em ơi. Scorpion này mình chắc chắn nha anh em 100% là mua gói combo Scorpion full bộ loa ấn bản 1k2 ở đây chứ đâu. Đấy, ây da, mình hy sinh con Scorpion này. What? CS 1k3. Thì bạn Regin có CS 1k3, chắc Regin 1k3 luôn rồi đó anh em ơi. Chứ đằng này mình gọi luôn Regin ơi. Vào ghế nạp em đi, em biết rồi. Bạn Scorpion đã kích hoạt kỹ năng trước khi có hiệu lực của MB thì sao mà cũng biết năng nãy mình mới nạp MB xong thì bạn đó đã dịch chuyển về. Ok, người anh em của mình đang lên để hỗ trợ cho Ma, cũng sẽ lên để mình kill nhiều. Đang hơn ơi. Đây à, Scorpion à. Nhiều Scorpion ấy, mình mới giết một Scorpion và một Scorpion xài bộ loa, giờ đây là một Scorpion xài bộ lockdown nè. Ui, Scorpion loa này. Kêu. Ok, Scorpion loa đó bị tiêu diệt rồi anh em ơi. Rồi, anh bạn của mình bị lockdown còn chút xíu máu rồi kìa. Ây da, bể phục kêu rồi. Mình sẽ chơi những trận chơi cuối cùng của Nether Setup Blur trước khi nó bị nét nha anh em. Chứ mình thấy cũng khá là thất vọng về cái bộ lo này, nên khi mình ra chuẩn bị đi nét anh em cũng không thích gì này lắm đâu. Vì mình chưa kịp nâng nó lên, em mới sở hữu rồi. Mới sở hữu là đã phải nét rồi. Mình trong tương lai mình chắc sẽ lựa combo mới cho rồi xong luôn. Sẽ lựa combo mới cho con Nether nha. Đấy, một combo mới, một setup mới. Ủa, anh bạn của mình em gì làm gì trên kia vậy ta? Anh bạn mình không lui à? Sắp đi rồi nè. Ôi, Loki bị mình bắn khốn quá hay sao chạy rồi. Xây ma nào. Ok, kill luôn. Nhưng Loki đang bắn nhưng mà không thấm lắm. Ây da, em thấy đó là một bạn Harpy với bão bơm rồi bắn. Ây da, hơi đau rồi. Sẽ lên mình tấn công Loki nha anh em. Rồi Loki chạy mất rồi, sẽ tấn công Ma. Xấy một băng, chết không? Không chết, đã chết nhưng mà không phải là kia của mình. Mà anh bạn của mình vẫn hơi rén, không dám lên đi. Mình sẽ đứng ở đây, mình hướng đam gì mà đây. Ok. Ari đang kích hoạt kỹ năng à. Mình sẽ để luôn, sao? Kích hoạt kỹ năng bất tử luôn cũng được. Ok, giờ mới kích hoạt. Trong kêu gán cái thằng Gala cho người em nữa mà 99% ơi. Cậu khác. Ok, Gala. Ok, mình rất là muốn có tàu mẹ xịn nhưng mà giờ chỉ có Gala thôi. Nhưng mà mình vẫn chưa mở cái tàu mẹ nào xịn như Paladin chẳng không, mình đã sử dụng rồi. Gala của mình chỉ mới cấp 45 thôi cho nên chưa mạnh nha. Chưa lên ở 60 nó nhiều anh em. Tại còn chê tầm mẹ này nữa, trong khi mình chưa có nổi tầm mẹ này cặp đôi mắt như mấy anh em. Ây da, triple kill, lasso của mình đã có hiệu lực rồi. Ok, Loki này. Kệ Loki đi, người anh em mình có thể lo được Loki nha. Ok, Rambay. Ây da,
tan rồi anh em ơi, toàn rồi, đau quá. Tiếp tục kích hoạt kỹ năng nào. Toàn rồi. Mình không biết là người anh em Ender của mình có trụ nổi được không, mình sẽ xuất tan rê ra nha. Ok, phá này không phải kill của mình, là kill của anh bạn của mình. Nếu anh bạn mình có trụ nổi hay không, những số lượng máu khá là thấp. Ok, ghé lên nào anh em ơi. Lên luôn, mình sẽ lên luôn nha anh em. Thời gian không còn nhiều nữa, mình sẽ lên luôn. Sẽ gán mình xảy nha, hay mình đan. Hay mình đan này sắp đi rồi, mình sẽ gán mình đủ gì mình dí tới cùng luôn anh em à. Đấy, đấy, fan rê trâu lắm, không sợ mày đâu. Ui, bốn Titan, không mình em ơi. Nào, gán Titan Slayer nào. Ô không, mình không thể nào mà đỡ trước được bốn Titan anh em à. Một Sirius full mụ, một hay mình đang full bộ Cyclone, và một hay mình đang tấn công kèm theo đó là một Aether. Anh bạn của mình sao mình đã búp cho anh bạn của mình rồi. Ghé lên. Kích hoạt nó lại. Bây giờ team mình đánh gian dẫn đầu với chỉ số là 18-13. Ghé nó nè. Ok. Sao anh bạn hay mình đang tin địch để đứng ở đây không tấn công đấy, lú được cái súng nữa mà anh bạn. Hay là hết đạn đấy. Ok, bút cho Arthur anh. À Mander, mình phải tiêu diệt, mình phải ưu tiên tiêu diệt những người support của team địch nha anh em. Đấy thì tiêu diệt support của team địch thì mai ra chúng ta có thể tấn công team địch một cách dễ dàng hơn, chứ không support chứ lên máu hoài sẽ bất lợi cho team chúng ta. Ây da, bây giờ mình rén, mình không dám lên anh em ơi. Họ tập trung ở đây đông quá. Yeah. Ok, không sao. Lên xảy. Đây à. Không sao. Thôi trời này. Bây giờ là 19-13. Chỉ số đang khá là trên lệch nhau. Ok, mình sẽ tấn công Aether. Hình bản mình từ đầu trận giờ vẫn chưa ngẫm anh em ơi. Mender này sống dài quá. Mình sẽ gán mình lên luôn. Ui. Ôi, tiếp được cái sắp đam cháu quá. Rồi tạm mẹ nữa. Sao có người anh em nữa bước cho mình rồi. Ok. Rồi Arthur team mình đi mất tiêu rồi anh em ơi. Ok, nó lại. Ok. Mình sẽ không, thôi mình đây. Ui giời ơi, không sao. Vẫn còn cái kim. Xong. À dạ, anh bạn mình sao mà búp nãy giờ không lên nổi máu này. Ây da, mình nhấn chuột rồi, mình tự búp cho mình rồi. Xem xám. Ây da. Tan rồi. Rồi xong luôn, người anh em của mình hy sinh là mình chặt. Rồi xong luôn. Má ơi. Sao giờ lại ra reset vậy nè. Đừng tiêu hủy nha người anh em. Mình sợ anh bạn mình xài reset tự hủy quá. Mình sẽ lên cú quá mình ra cho mình cái. Ôi rồi. Bộ laser sấy không ăn thua luôn em ơi. Tạm mẹ. Mình không biết em bạn reset. Rồi luôn, bạn đi luôn rồi. Ủa, tiếng địch nó lật kèo anh em ơi. 20-20. Đang rồi. Ngày đầu mình mà đi nữa là 21-20 ấy. Anh bạn của mình đã triển khai bao nhiêu cái đó rồi. Rồi lên, gỡ lại. Đúng rồi, mình sẽ heo sát anh bạn của mình luôn nha. Hiện tại mình đang bị lock down. Chờ một chút xíu. Ok, mình sẽ hỗ trợ hết mình để giúp đỡ cho team mình chiến thắng trận này nha anh em. Không thua trận này được. Hiện tại đang hòa 20-20. Mình sẽ bước máu cho anh bạn của mình. Sirius tình địch họ đã xuất cái rồi xong luôn. Anh bạn của mình nhảy một pha tự quỷ luôn anh em ơi, nhảy chưa đến mình vô tường trời. Để mình lên mình chịu thử rồi. Bước đi này của mình nó hơi bị sai sao á anh em ơi. Mình đợi của mình không có cửa thành nấp ở đây, mình hỗ trợ cho Lucida thì mình lên thôi nha anh em. Rồi luôn, ăn lớp cao luôn, chắc mình phải lên quá.
Ok, người anh em của mình đã dùng vũ khí cái gì vậy? Lên luôn, đúng rồi. Mình đúp đây, mình sẽ bảo toàn cái mạng của mình, chứ mình mà chết nữa thì team địch họ sẽ ghi điểm. Ok, team địch họ đã tiêu diệt con thể tình của anh bạn rồi. Giờ nhiệm vụ của mình chỉ còn là búp cho những người đồng đội của mình thôi, trong vòng 18 giây nữa thôi. Ghé lên. 23, 22, 24, 22. Giờ trận này phải thắng nha anh em ơi. Ok. Không sao. Mình hát anh bạn mình đã xuất tài phần hay gì á. Ok, trận chiến đã kết thúc rồi. Win. Ok, sẽ đây là kết quả của trận vừa rồi. Mình đứng top 1, người anh em của mình đứng top 2, gây nhiều sát thương cho mình luôn. Wow. Về đây. Ok, sau đây là trận cuối cùng mình và người bạn của mình sẽ chơi nha. Tại vì anh bạn của mình sắp hết pin rồi nha. Ok, mình sẽ gán mình chiến thắng trận này nha. Sao vừa vào thì mình kiếm được người vậy ta? Chắc tôi gọi đúng không? Vừa vào thì mình đã ghi được 1-0. Anh bạn mình lại tiếp tục xài free ship áo đời rồi anh em ơi. Free ship này tự quỷ nữa ơi. Ây da, gọi luôn 2-0 rồi. Ôi cái gì này, ghé chiêu nào. Rồi, một mạng cho team mình và hai mạng cho team địch. Trận này sao vừa vô thấy nó có vẻ rác vậy ta. Reset ơi anh bạn mình ơi, mình chưa hồi được kỹ năng nha. Đừng đi nha anh bạn. Phải thật, con reset này báo á, đổi con khác dùm tôi cái coi trời. Tôi thích xài reset thôi. Trời ơi, đừng có báo dùm đây. Để mình hứng đam cho anh bạn mình ơi. Để mình đứng ở đây mình hứng đam cho anh bạn mình. Ok, mình hứng đam anh bạn mình vẫn hy sinh kìa. Ảo vậy. Này thì tham xài reset này, con này nó phế rồi, kêu có cất kho không chịu nghe anh em ơi. Và anh bạn của mình đã xuất ra Mender. Rồi một rồi, team địch lại tiếp tục ghi điểm thứ 6 rồi, 7-1 luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, mình thấy nó thua tới luôn rồi đó. Sao, vẫn còn một chút hy vọng. Em đi. Hơn là có người bạn của mình giúp chứ không là mình đi ta đó anh em ơi. À, 2-2 Mender luôn. Ngon rồi. Mình sẽ cố gắng mình qua đây mình hỗ trợ cho hai người bạn này. Ồ rồi xong luôn. Chưa kịp nói là đi luôn rồi mọi người. Tình hình hiện tại có 4 người nhưng mà sao mình chỉ thấy trên map có 3 Mender mà mình và hai người bạn của mình thôi vậy. Ồ tình hình hiện tại căng quá em ơi, team địch gần 10 mạng rồi em ơi. Ây à, team mình chỉ có 3 Mender và một người anh em sau lưng mình thôi. Người anh em này chắc là sai lệnh happy gì đó mình cũng không thấy nữa. Băng người anh em rồi. Oh no. Rồi một người anh em Mender đã hy sinh rồi. Chỉ còn mình và người bạn của mình thôi. No. 10-11-2. Sao mình chỉ số này nó trên lệch nhau quá vậy. Ây da. Happy của mình, team mình vẫn chưa chết happy nha anh em. Mà happy này bị gì này trâu thế. Ơi. Ok, vẫn ổn. Trận này căng quá anh em ơi. Người team địch họ phóng cái remote Asua tới luôn. Ok, mình để dành được một kill. Đó, mình đến bút người anh em mình bay lên mất tiêu anh em ơi. Căng quá, 3 chấp 6 anh em ơi. À, 2 chấp 6. Gì thế này, 2 chấp 6. À, ok, 3 chấp 6. Trận này căng quá. Rồi, trẻ pháp nè, người anh em ơi. Rồi xong luôn rồi. Người anh em ơi, đi đâu vậy? Bút. Tự hủy ha. Giải quyết cho người anh em mới được. Hy vọng sống cuối cùng của team 2 Bender và 1 pháp nè. Đừng bay sang người anh em của tôi ơi. Bay đâu vậy? Rồi xong luôn rồi, mình xác định người anh em mình hy sinh rồi. Cứu lẹ. Ta 2-1 lẹ lên. Ok, kịp rồi, bút rồi em ơi. 4-12 gấp sĩ số gấp 3 lần team mình vì trận này khó gỡ quá anh em ơi. Thua rồi anh em ơi. Rồi luôn rồi anh em, khắp niệm mình bay lên vậy là hết cứu rồi đó. Mình không có lên đâu, mình lên đi luôn rồi. 13-4 rồi, còn mình với bạn của mình rồi.
Lần này nữa xong nghĩ là đúng luôn rồi anh em. Thua anh em ơi. Ôi sơ đáp ơi, đừng có bao lên như vậy. Sơ đáp. Rồi xong. Hết thuốc, chữa luôn rồi, hết đường cứu luôn rồi. Bó tay. Mình lên mình cũng chết rồi anh em ơi. Bất lực rồi. Ây da, 6-2 á, để xem coi mình gỡ nổi không nha anh em. Ồ, Dragon Ninja. Wow, người anh em. Quái. Ok, người anh em mình Transcendent vĩnh viễn hả? À, không, cũng Transcendent được liên tục vậy. Ok. Mình mới thấy người anh em của mình Transcendent liên tục luôn đó anh em ơi. Không mất máu luôn kìa anh em. Cái quái gì vậy? Hát hát rồi. Chắc hát rồi anh em ơi, hát rồi. Chỉ có hát mới vậy thôi anh em ơi. Chứ Transcendent 4 lần liên tục là không thể, quá nhanh. Ấy, vẫn Transcendent nữa chứ. À mà nó không phải là skill trên là Transcendent. Chỉ gọi vậy thôi, tại vì nó giống Ravana chứ nó không phải là Transcendent nha. Nó là Vipassana. Ây da, xảy chết Sirius này. Xảy Sirius này. Xảy luôn ngay thôi. Anh em nhìn kỹ anh em có thể thấy anh bạn mình không mất máu quá nhiều, có nghĩa là anh bạn mình hát rồi anh em ơi. Đấy kìa anh em nhìn chưa, không hề mất một giọt máu nào, hát chắc rồi anh em ơi. Mất một chút rồi lại là không bị mất máu nữa, hát skill kích mạc liên tục thì sao lại không hát trên cứ gọi là trên channel đi, không sao không hát trên channel vĩnh cửu mà bắn được á, để sao lại hát hồi được skill chia cho hãng người anh em. Bộ trận này có khả năng thắng nha, tại người anh em mình chơi hát vậy anh em. Hát thì mình ba titan đang đấu với tôi được. Mình ra ra ấy mất tiêu rồi. Cái bạn không một lần nữa, bị nhiễm đấy, mù phòng của tao cái rồi tấn công nè. Ghen lên. Ôi không, 13-16 rồi anh em, cố lên. Ba cấp 6 hả? Ây da, còn đúng một khẩu về dần. Và kỳ này là con Indra mình sắp hai màu rồi, anh bạn mình cũng sắp bay luôn rồi anh em ơi. Chỉ còn người anh em hát thôi. Sao? Hát rồi. Anh ấy hát chắc rồi anh em ơi, chứ con Indra gì đâu mà Transcendent liên tục thế. Cái tàu mẹ này là như tàu mẹ mới anh em ơi, tàu mẹ giảm biến thủ anh em ơi. Ây, chết rồi, mình hút máu không máu. Rồi luôn, xong luôn. Ra xong, hai cái này. Không máu. Từ, đến kích hoạt cái này. Không máu. Ok, mình vẫn không được, mình phải lú cái mặt lên mới được. Ok, hút máu rồi, trong ơi. Trong ngõ, trong ngõ. 16-17. Ba này là kèo, không nổi anh em ơi. Sắp đi rồi. Rồi kích hoạt phần cuối, mình còn đúng 14.000 máu thôi. Mình nghĩ chắc còn mình đi rồi. Sẽ xuất còn Scorpion để hỗ trợ cho anh em của mình. Angler. Ok, mình lại dịch chuyển ngay đúng lúc Angler đó. Người ta anh người anh em Angler trên địch đã kích hoạt Electricity. Đây, hỗ trợ. Ok. Còn hai người thôi, ba người. Người em của mình vẫn còn đúng. Giờ người em hắc cơ vẫn còn nữa. Rồi gán lên. Ba chấp 6 được như vậy đã là hay rồi anh em ơi. Không đòi hỏi quá nhiều rồi. Lui cái đó. Ai nhờ. Chẳng quá anh em ơi. Gán sẽ chết nhiều. Cái nhiều quá. À bật khi là à mình có siêu vector mà bạn. Ây da, đào quá. Rồi, được emoji. Rồi, còn xài bộ rớt bao lâu thì xài đi nha. Bản sao bị nét rồi đó. Gán kia nào. Toàn rồi. Năm người mà dồn quá lực vô có 2 đôi boss rồi thì sao mà đỡ nổi anh em. Rồi luôn rồi, người anh em mình đi luôn rồi. Còn Fenrir, mình vẫn còn Fenrir, mình có thể chống chịu lại được 4 người. Hai tay lên. Ây da. Đau quá. Trận này xong nữa nghứ là vừa rồi. Ây da. Đau. Không sao.
không sao, gán gán siêu 20 đa, gán siêu mà đa 20 24, đừng để trên lịch xem thường của mình đấy. Mặc dù còn một mình không sẽ gán một chiêu 20 đa, mà con gán lên em, cố lên chiêu 20 đa, chiêu 20 đa đã thành xe ơi, đã thành xe ơi, bộ cái ra đã được kích hoạt một cú mola lên, gán chiêu sẽ đáp, gán chiêu sẽ đáp, gán chiêu sẽ đáp, đúng rồi, đúng rồi, sẽ đáp nắp rồi, sẽ đáp nắp rồi. Mender à, Mender à, Mender à, ý da, ăn cái đầm mẹ luôn rồi, đầm mẹ mới này nè. Sao, 25, xuất con cuối anh em ạ, Nether ra, Abi vậy, giúp luôn. Được, phải gán anh em ơi, không thắng thì phải gán top 1 cái đường bị hạ xuất. Ok, gán kêu Abi hả, kêu, ok, đắp. Trời ơi, mình đáp đổi hướng rồi. Dạ, còn 7 giây thôi. Toàn rồi, ây da, sao lưng mình nữa. Không thể chấp được cái gịch anh em à, đông quá. Ok, kết quả trận chiến 7.7 triệu sát thương. Nhưng mình lại đứng top 2. Chỉ vì lý do người anh em đó hắc à. Ờ, hắc à, ủa kìa, 8 mẹ như nhau mà, mình gây 7 triệu sát thương mà bạn. What the hell, hỏi kệ thì mình sẽ không tố cáo rồi mình không nào. Mình tố cáo không ta?